Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Bắc đang có nhiều diễn biến phức tạp. Phú Thọ tiếp tục ghi nhận thêm 71 ca mắc mới. Trong khi đó, tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, số ca nhiễm tại các khu công nghiệp đang tăng cao. Theo Sở Y tế Phú Thọ, địa phương này ghi nhận 71 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc kể từ ngày 14 tháng 10 đến nay là 731 ca. Trong đó, điểm nóng tại thành phố Việt Trì 412 ca, tại 21 xã phường, huyện Lâm Thao 141 ca, tại 11 xã thị trấn, huyện Phú Ninh 97 ca tại 10 xã thị trấn, huyện Thanh Sơn 46 ca tại 4 xã thị trấn. Từ ngày 4 tháng 10 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 311 ca, gồm 295 ca trong tỉnh và 16 ca xâm nhập. Toàn tỉnh ghi nhận 5 chùm ca nhiễm, trong đó từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 phát hiện chùm ca liên quan đến công ty thuộc khu công nghiệp Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. Trong ngày 1 tháng 11, Bắc Giang phát sinh 9 ca F0 trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu, là F1 đã được cách ly từ trước đó. 73 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội tối ngày 1 tháng 1 cho biết, thành phố ghi nhận 57 ca nhiễm tính từ 18 giờ ngày 31 tháng 10 liên quan đến 8 ổ dịch hiện hành.